Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bà Nội Emily. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn móc một cái mẫu băng đô với họa tiết hoa hướng dương. Các bạn chuẩn bị len sợi, chúng ta cùng làm nhé. Mẫu này mình móc bằng len, cỡ len 2mm, kim móc 3mm. Bây giờ cầm sợi lên tay, các bạn tạo vào ngón tay một cái vòng tròn. Sau đó lấy kim móc vào đây một mũi, tiếp tục móc 7 mũi móc đơn vào cái vòng tròn như thế này. 1 2 3 4 5 6 7 mũi móc đơn. Sau khi móc xong 7 mũi móc đơn, chúng ta đưa kim vào cái mũi thứ nhất, đi qua hai cái sợi dây len. Bây giờ các bạn cầm cái sợi dây thừa, kéo rút cho vòng tròn nhỏ bớt. Chúng ta thay sợi ở đây nhé. Mình sử dụng cái sợi màu vàng để móc cái phần cánh hoa. Các bạn kéo qua cái sợi màu vàng một mũi móc trượt vào đây. Đưa cái sợi dây thừa lên bên trên cái sợi dây chúng ta cần phải móc. Bây giờ chúng ta móc lên 3 mũi móc xích. Mình sẽ lấy một mũi móc giả trên kim, rồi đưa kim vào chung cái chân mũi móc xích chúng ta vừa móc. Bây giờ mình cần phải móc vào cái điểm này là 3 mũi móc kép mà không rút hết. Trên kim bây giờ có 4 cái sợi dây. Chúng ta kéo sợi và rút qua hết. Sau đó móc 3 mũi móc xích. Tiếp tục cho mũi bên cạnh chúng ta sẽ móc 4 mũi móc kép mà không rút hết. Các bạn đưa kim vào cái mũi bên cạnh của cái mũi chúng ta vừa móc đấy nhé. Bây giờ chúng ta mới kéo qua hết 5 sợi dây này. Và lại móc 3 mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc cái họa tiết này lặp lại cho hết những cái mũi đơn còn lại.
Bây giờ mình đã hoàn thành đủ được 8 cái ô họa tiết. Mình sẽ kéo một mũi móc trượt vào đây. Bây giờ thì mình được bông hoa như thế này. Các bạn cắt chỉ dấu sợi đi nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong một bông hoa. Các bạn cần phải móc ra 3 bông hoa như thế này nhé. Sau khi có 3 bông hoa rồi thì chúng ta dùng cái sợi màu nâu để móc nhé. Các bạn đưa kim vào một cái ô trống như thế này rồi kéo sợi qua. Đưa sợi lên trên cái sợi dây chúng ta cần móc. Bây giờ mình móc vào đây 3 mũi móc xích. Tiếp tục các bạn móc một mũi móc kép bên cạnh cái mũi móc xích. Thêm một mũi thứ hai nữa. Tổng là chúng ta có 3 mũi ở trong cái ô trống như thế này. Các bạn chuyển qua cái ô bên cạnh và cũng móc 3 cái mũi móc kép. Vừa móc, các bạn vừa kẹp cái sợi thừa để giấu sợi đi nhé. Bây giờ chúng ta lại móc 3 mũi móc xích. Lấy mũi giả, rồi lại móc đúng vào cái chân mũi chúng ta vừa móc 3 mũi móc kép đó. Bây giờ chúng ta sẽ móc 3 mũi móc kép nữa này. Chuyển qua cái ô bên cạnh, chúng ta lại móc 3 mũi móc kép vào cái dây xích nhé. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Và mũi móc kép thứ ba. Sau khi móc 3 mũi móc kép vào cái ô trống thế này, các bạn lại chuyển sang cái ô bên cạnh. Chúng ta cũng móc 3 mũi móc kép vào đây. Ở cái điểm này chúng ta cần phải tạo một cái góc giống ở bên này nhé. Bây giờ chúng ta lại móc 3 mũi móc xích. Và tiếp tục chúng ta lại móc 3 mũi móc kép vào chung một cái ô dây xích chúng ta vừa móc này. Bây giờ thì họa tiết lại được lặp lại. Chúng ta lại móc 3 cái mũi móc kép vào cái ô trống như thế này. Chuyển sang ô bên cạnh, chúng ta lại móc 3 mũi kép, 3 mũi xích, rồi đến 3 mũi kép chung vào một chân. Các bạn cứ móc đi nhé. Móc sao cho 4 cái cạnh đều bằng nhau là được rồi.
Bây giờ mình đã móc đến mũi cuối cùng của hàng móc. Mình sẽ đưa kim vào hai cái sợi dây như thế này, rồi kéo len qua. Các bạn cắt sợi giấu sợi đi nhé. Vậy là mình đã móc xong một cái ô vuông rồi. Mình sẽ tiếp tục móc cái ô vuông thứ hai. Ô vuông này mình sẽ không móc hết các cái cạnh. Mình sẽ dừng lại ở đây và vừa móc vừa kết nối với cái ô vuông mà mình đã móc từ trước. Ở đây mình sẽ móc một mũi móc xích cho cái phần đầu góc, rồi ráp nó vào với cái góc ở bên kia. Mình sẽ đưa kim vào đây, rồi kéo rút một mũi móc trượt. Bây giờ thì thêm một mũi móc xích, rồi móc vào cái điểm này này. Mình sẽ móc 3 mũi móc kép. 1 2 3 mũi móc kép. Sau 3 mũi móc kép, chúng ta sẽ kết nối với cái hình vuông bên cạnh và kéo một mũi móc xích. Các bạn nhớ đi qua 3 điểm ở bên kia nhé. Tiếp tục chuyển sang ô bên cạnh, chúng ta lại móc 3 mũi móc kép. Bây giờ chúng ta lại đếm ở phía bên kia 1, 2, 3 mũi và móc vào mũi thứ 3, rồi kéo một mũi móc trượt. Cứ như vậy các bạn móc cho đến hết cái cạnh này. Bây giờ là đến cái phần góc vuông rồi. Mình sẽ móc thêm một mũi móc xích ở đây. Sau mũi móc xích là một mũi móc trượt vào cái điểm góc ở cái hình vuông đối diện. Các bạn kéo một mũi móc trượt như thế này. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục móc 3 mũi móc kép vào chung cái chân chúng ta vừa móc 3 mũi kép đó. 1 2 3 mũi kép. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần kéo một mũi móc trượt để kết thúc cái hàng móc này. Vậy là mình đã kết nối hai ô vuông lại với nhau. Còn một cái ô vuông nữa chúng ta sẽ làm tương tự nhé.
Bây giờ chúng ta tiếp tục móc. Các bạn móc vào đây một mũi đầu tiên ở cái phần góc này nhé. Lên 3 mũi móc xích. Móc sang cái chân bên cạnh. Một mũi móc kép. Ở cái cạnh hình vuông này chúng ta có bao nhiêu chân mũi chúng ta móc, bấy nhiêu mũi móc kép. Vậy là mình đã hoàn thành xong hàng thứ nhất ở cái phần cạnh. Các bạn lên hàng cũng vẫn móc bằng mũi móc kép. Ở hàng móc này chúng ta vẫn móc bằng mũi móc kép nhé. Mũi đầu tiên chúng ta sẽ bớt một chân mũi đi này. Lên hàng tiếp theo chúng ta vẫn móc bằng mũi móc kép và mũi đầu tiên chúng ta cũng bỏ qua một chân mũi nhé. Lên hàng tiếp theo chúng ta vẫn móc bằng mũi móc kép và chúng ta cũng bỏ qua mũi đầu tiên. Lên hàng móc này, chúng ta cũng bỏ qua một chân mũi. Móc một mũi móc kép. Và cái ô móc ở giữa đây chúng ta sẽ giảm mũi nhé.
Lên hàng tiếp theo, chúng ta vẫn lên 3 mũi móc xích. Quay miếng móc ngược trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ móc giảm mũi. Bây giờ mình sẽ móc một đoạn dây mũi móc xích. Mình sẽ tiếp tục móc cho cái phần còn lại. Ở phần móc này cũng móc giống như cái phần bên kia chúng ta vừa móc đấy. Màu sắc các bạn có thể chọn theo ý của các bạn.
Vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc băng đô rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Các bạn có gặp khó khăn gì khi móc, cứ viết vào phần bình luận, mình sẽ giải đáp sớm giúp các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo từ mình.